Peter Pan xin chào bạn, hôm nay mình sẽ làm một video để giới thiệu với các bạn về dòng máy trà nhà Amro, chính hãng của Martech thuộc tập đoàn Makita, mã là MT921, và đây là cái hộp ngoài chúng ta. Trên đây sẽ có tem, sẽ có đầy đủ thông tin về máy chúng ta, nơi sản xuất, xuất xứ, tên máy, năm tháng sản xuất và nhà nhập khẩu còn là công ty nào tại Việt Nam, và có địa chỉ của công ty đó luôn, công ty trách nhiệm hữu hạn Makita Việt Nam. Sau đây sẽ có một cái mã vạch và mã QR để chúng ta thể xác được nơi sản xuất xứ ở đâu. Bây giờ mình sẽ mở hộp cho các bạn xem cái máy chúng ta, và linh kiện đi kèm theo chúng ta sẽ có một sách hướng dẫn sử dụng, một phiếu bảo hành sản phẩm chính hãng của Makita, và chúng ta sẽ có thêm một cái miếng giấy nhám để gắn vào máy. Và đây là cái máy chúng ta, MT921, máy chàng nhâm rung này. Và trên này nó có logo của Martech này, by Makita, và trên này nó sẽ có cái tem chống hàng giả và tem sản phẩm của máy, đầy đủ thông số kỹ thuật này, sử dụng điện 220, 230, công suất là 180W, tốc độ là 12.000 lần rung trên 1 phút. Đây, thuộc tập đoàn Makita. Và thiết kế ngoài rất là đẹp các bạn, tay cầm rất là êm tay, thiết kế hình cong mềm mại như thế này để giúp chúng ta có thể cầm thoải mái và có thể sử dụng liên tục được cả ngày cũng không sao, rất thoải mái. Đây là cái nơi tản nhiệt của nó, khi mà tôi cầm sẽ không bị nóng tay, và ở đây sẽ có công tắc này. Đó, thiết kế rất là đẹp đúng không ạ, phong cách này rất là êm. Và bây giờ mình sẽ test máy cho các bạn xem. Rất là êm, đánh rất là đều, rất là mạnh mẽ. Rồi, thì mình đã vừa giới thiệu với các bạn về dòng máy trà nhám rung của Martech MT921. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thích, bạn hãy subscribe dưới, like kênh của mình để có thể cập nhật liên tục những video mình. Cảm ơn các bạn, xin chào các bạn.